Xuân quý vị sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả và bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Những mô hình nông nghiệp mới đáng chú ý tại địa bàn các xã vùng xa sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý vị. Và bên cạnh đó là những thông tin nông nghiệp trong và ngoài tỉnh đáng quan tâm khác. Mời quý khán giả và bà con cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Nuôi kế thành công trai nước ngọt láng ngọc ở thôn Lan Bang, xã Sơn Điền, huyện Di Linh. Nông dân đem Rông được hỗ trợ chăm sóc ớt ngọt bằng thiết bị cảm biến. Thông tin Trung Quốc cấm nhập khẩu ớt từ Việt Nam là hoàn toàn không chính xác, khẳng định từ ngành chức năng. Giống đậu nành không biến đổi gen Vinasoy 02 NS được phép lưu hành. Sơn Điền của huyện Di Linh thì không biết anh Xuân Long sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên ạ? Ờ, xã Sơn Điền huyện Di Linh Long, anh Long nhớ là một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng của chúng ta và có hơn 97% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 7 thôn thì có đến 4 thôn là đặc biệt khó khăn. Bà con ở đây chủ yếu vẫn canh tác cà phê và lúa nước. Vâng ạ, tuy vậy thì Sơn Điền giờ đây đã thay da đổi thịt và mô hình nuôi cấy ngọc trai nước ngọt để lấy ngọc đầu tiên thành công ở Lâm Đồng, không phải ở nơi nào khác mà chính là ở Sơn Điền. Chúng tôi đã vượt qua hơn 5 km đường đất và đá để gặp gỡ nhà nông thế hệ 8X cùng với tham vọng đưa ngọc trai nuôi ở Lâm Đồng phát triển mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân nơi đây. Khoảng 5 năm trước, chàng trai sinh năm 1985, Phạm Tất Thành, quê Ninh Bình, vào xã Sơn Điền, huyện Di Linh và bắt đầu xây dựng mô hình nuôi trai lấy ngọc ở vùng đất lọt thỏm giữa hai dãy núi mà mọi người hay quen gọi là thôn âm vũ. Nghề nuôi cấy ngọc trai nước ngọt phát triển mạnh ở các tỉnh phía Bắc. Tuy vậy, anh Thành cho rằng điều kiện khí hậu ở Lâm Đồng mát mẻ, nguồn nước ổn định, nên có nhiều thuận lợi trong việc phát triển nghề nuôi ngọc trai và có thể thực hiện cấy ghép quanh năm, thay vì chỉ có 3 tháng như ở phía Bắc. Đến nay, hai ao hơn hai sào thả nuôi khoảng 40.000 con trai đang phát triển tốt. Năm 2020, từ hồ nuôi này, một ký ngọc trai bán thô với giá từ 300 đến 500.000 đồng một viên. Theo anh Thành, mỗi đợt nuôi số ngọc đẹp, tròn, sáng, bóng, chiếm từ 10 đến 12% tổng lượng ngọc thu được, giá loại 8 ly từ 4 đến 5 triệu một viên. 10 ly giá từ 6 đến 7 triệu đồng một viên. Được biết nguồn giống trai nguyên liệu phải nhập từ phía Bắc, từ khi nhập con giống về phải ươm nuôi trong thời gian một tháng rồi mới tiến hành cấy. Để cấy ghép thành công, phải thực hiện tốt các công đoạn như cắt tế bào, cấy ghép hạt ngọc, chăn nuôi, đưa ra, treo dưới ao nước. Trong đó, công đoạn cấy ghép là phức tạp nhất, quyết định thành bại. Những vùng đất mà trong tâm trí của nhiều người chỉ có khó khăn và nghèo khó, thì giờ đã có những đổi thay đáng kể nhờ sức vương minh của chính người nông dân dám nghĩ và dám làm. Và, và tại một địa phương vùng xa khác của tỉnh Lâm Đồng, đó chính là huyện Đam Rồng, vừa phê duyệt dự án chăm sóc ớt ngọt và dưa lưới trong nhà kính thông qua hệ thống cảm biến tự động tại xã Phi Liên, qua đó chuyển giao quy trình kỹ thuật cho nông dân nhân rộng trên địa bàn. Quy mô dự án triển khai trên diện tích 1.000 m2 nhà kính với hai nông hộ được chọn lựa để tham gia. Trong đó, diện tích mô hình được chia thành hai phần, gồm 500 m2 trồng 25.000 cây dưa lưới và 500 m2 trồng 2.000 cây ớt chuông. Toàn bộ diện tích trồng hai loại cây này được chăm sóc, tưới nước phun sương kết hợp bón phân nhỏ giọt tự động. Sản phẩm thu hoạch đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Dự kiến với tổng kinh phí gần 540 triệu đồng, dự án đầu tư thiết bị, nguyên vật liệu gần 510 triệu đồng, còn lại 30 triệu đồng hoàn thiện quy trình công nghệ, đào tạo tập huấn, chi phí công lao động kỹ thuật. Việc hỗ trợ này sẽ giúp cho nông dân tại đây tiếp cận sớm và nhanh chóng lan tỏa mô hình đến nhiều nông hộ khác, cùng nhau phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững. Thưa quý vị khán giả và bà con, hiện nay chanh dây đang được thị trường ưa chuộng. Vì vậy những vườn trồng chanh dây giống mới như thế này đây đang được nhiều người nông dân tại địa phương mở rộng quy mô trồng sen trong vườn nhà mình. Và đặc biệt là tại địa phương thuận lợi cả về khí hậu, thổ nhưỡng và là trung tâm thu mua nông sản như huyện Đức Trọng. À, theo thông tin từ Hội nông dân của huyện Đức Trọng cho biết, trong năm 2021 này, nông dân toàn huyện đã xuống giống hơn 230 ha chanh dây các loại. Hầu hết nông dân Đức Trọng canh tác chanh dây giống mới theo quy trình canh tác chuẩn để cung cấp theo hợp đồng cho các nhà máy chế biến sản phẩm chanh dây tham gia xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Năm 2020, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn nên giá chanh dây đi xuống. Nhưng hiện nay, với tín hiệu khả quan từ đầu năm, nông dân huyện Đức Trọng đang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp đảm bảo đầu ra cho loại trái cây đặc sản này để ổn định sản xuất. Các bà con hiện đang là thời điểm chính vụ thu hoạch tại nhiều vùng chuyên canh trồng ớt ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thế nhưng khắp các cánh đồng chỉ có lác đác vài người dân xuống ruộng để thu hái bởi giá ớt xuống quá thấp, hái cả ngày cũng chỉ đủ tiền công. Hơn nữa nhiều nơi còn không có thương lái đến thu mua. Vâng à, với cây ớt thì giá phải từ 10.000 đồng trở lên thì nông dân mới có lãi, bởi chăm sóc cây ớt rất kỳ công và mất nhiều thời gian. Theo người trồng ớt, vào thời điểm đầu vụ, giá ớt lên đến 25.000 đồng một ký. Tuy nhiên, lúc đó chỉ có vài hộ trồng sớm có ớt để bán với sản lượng cả xã khoảng 3-4 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện ớt đều chín rộ. Sản lượng mỗi ngày của toàn xã Bình Dương, huyện Thăng Bình gần 20 tấn, thì ớt cứ liên tục rớt giá, xuống chỉ còn 6.000 đồng một ký và có khả năng còn xuống nữa. Hiện nay vấn đề liên kết theo chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian qua, một số nông sản liên quan đến xuất khẩu như cây ớt gặp khó khăn về đầu ra. Chính vì vậy năm nay ớt phục vụ cho xuất khẩu không có giá, người nông dân sản xuất cây trồng này gặp khó khăn nhất là giá cả và tiêu thụ nội địa. Đây là một văn bản mà Bộ Công Thương nhận được và được cho là hình ảnh văn bản của Hải quan Thâm Quyến thông báo về việc cấm nhập khẩu ớt của Việt Nam từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương vừa có thông tin chính thức về việc Hải quan Thâm Quyến thông báo về việc cấm nhập khẩu ớt của Việt Nam. Và cơ quan chức năng đã khẳng định thông tin này là hoàn toàn không đúng sự thật. Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã khẩn trương làm việc, xác minh thông tin, với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Cục An toàn Thực phẩm xuất nhập khẩu khẳng định hình ảnh văn bản trên là giả mạo, không phải do phía Hải quan Trung Quốc ban hành. Ngoài ra, nội dung trong hình ảnh văn bản có nhiều lỗi về thể thức và ngôn ngữ. Nhận định sơ bộ có dấu hiệu chỉnh sửa hình ảnh. Mặc dù vậy, Bộ Công Thương cũng thông tin thêm, hoạt động xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc từ tháng 5 năm 2020 cũng đang gặp vướng mắt về kiểm nghiệm kiểm dịch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang chủ trì làm việc với phía Trung Quốc để thống nhất phương án tháo gỡ các vướng mắc nêu trình nhằm đưa hoạt động xuất khẩu sản phẩm ớt Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trở lại bình thường. Khép lại những thông tin liên quan đến cây ớt, mời quý khán giả và bà con cùng đến với khu vực đồng bằng sông Hồng, nơi trồng đậu nành công nghệ cao với giống không biến đổi gen để cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến. Vâng đây là giống đậu nành đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp bằng bảo hộ giống cây trồng năm 2019 và được công bố lưu hành giống tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung vào năm 2020. Đến nay, Vinasoy 02NS tiếp tục được phép sản xuất kinh doanh tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Một quý khán giả và bà con cùng tìm hiểu thêm thông tin về giống đậu nành này. Vinasoy 02 NS là giống đậu nành không biến đổi gen, được Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng đậu nành Vinasoy lai tạo và chọn lọc bằng phương pháp lai hữu tính từ giống địa phương Cư Dút Hoa Trắng, sưu tập tại huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông. Với giống mới có đặc tính nổi trội, giống Vinasoy 02 NS có nhiều ưu điểm như hàm lượng đạm cao, hương vị đặc trưng, quả chín đồng đều, kích thước hạt lớn, năng suất đạt từ 25 đến 35 tạ một hecta, cao hơn từ 10 đến 20% so với giống đậu nành địa phương. Giống mốc Vinasoy 02NS được cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức ra thông báo chấp nhận được công bố lưu hành giống tại khu vực đồng bằng sông Hồng đã đánh dấu bước tiến mới trong công tác chọn tạo giống đậu nành của Vinasoy. Đây là một trong những thành tựu quan trọng khẳng định cách làm bài bản đúng đắn và có chiến lược rõ ràng trong việc định hướng phát triển vùng nguyên liệu đậu nành, từng bước khôi phục lại vùng trồng đậu nành trong nước. Quý khán giả và bà con, trong thời gian vừa qua, nhiều giống cà chua mới như NT8, NT10 đã được khảo nghiệm thành công tại một số địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai sản xuất đại trà và chuyển giao cho nông dân giống mới này liệu có mang lại hiệu quả bền vững hay không? Đây là vấn đề và là câu hỏi của rất nhiều bà con nông dân hiện nay. Trong một đồng hành cùng nhà nông ngày hôm nay, mời quý khán giả và bà con gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Thế Nhuận, giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoai tây rau và hoa, Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam để có những thông tin chi tiết nhất. À thưa ông, được biết trong thời gian qua thì trung tâm khoai tây rau bò hoa chúng ta đã có những các cái chương trình triển khai nghiên cứu những giống mới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vậy riêng về các giống mới về cà chua thì chúng ta đã triển khai và đem lại cái hiệu quả trong thử nghiệm như thế nào? Trong thời gian vừa qua thì từ nguồn vật liệu sẵn có của trung tâm cũng như là các cái nguồn vật liệu và trên cơ sở các cái chương trình hợp tác quốc tế thì trung tâm đã tiến hành lai tạo và chọn lọc được những giống cà chua mới có triển vọng và đã tiến hành à cái việc là khảo nghiệm đánh giá ở các cái vùng sản xuất cà chua chính của Lâm Đồng trong thời gian vừa qua thì qua à, 45 năm à, chúng tôi tiến hành lai tạo chọn lọc khảo nghiệm thì chúng tôi đã khẳng định được một số giống cà chua nó có tiềm năng năng suất cao à, có khả năng kháng bệnh móc xương khá à, và kháng tốt với virus à, cho nên là trong thời gian vừa qua chúng tôi đã phối hợp với à, một số cái à, Cơ sở sản xuất cây giống cùng với một số bà con nông dân ở tại huyện Đơn Dương Đức Trọng và Đà Lạt để tổ chức khảo nghiệm diện rộng các cái giống cà chua có triển vọng trong đó chúng tôi tập trung vào mấy cái giống cà chua như giống cà chua nT2 giống cà chua nT8 và giống cà chua nt 10 giống cherry nT10 thì kết quả khảo nghiệm à, diện hẹp diện rộng xây dựng mô hình thì cho thấy là năng suất của các cái giống cà chua rất là cao À, cao hơn à, 15 đến 20% so với các cái giống mà đang được sản xuất phổ biến hiện nay. À, ví dụ như giống cà chua Nt2 và Nt8 thì cho cái năng suất à, nó dao động từ 70 đến 80 tấn trên một hecta và độ cứng quả rất là khá à, và giống có độ brix dao động từ 6 đến 7% và đặc biệt là giống có cái đặc điểm hình thái quả là nó phù hợp với cái thị trường hiện nay à, được người dân cũng như là người à, thu gom à, rất là thích cái giống này à, và chúng tôi cũng đã liên kết với à, Một số vườn ươm để tiếp tục là thử nghiệm diện rộng ở trong cái thời gian à, sắp tới cái giống thứ hai là giống cà chua cherry nt10 thì giống này được chúng tôi chọn lai tạo và chọn lọc từ rất lâu à, khoảng 6 năm về trước và kết quả đến thời điểm này khẳng định thì giống nó có cái tiềm năng năng suất rất là cao, nó phù hợp với các cái vùng sản xuất của Đà Lạt cũng như là các cái vùng khác ở trong điều kiện Lâm Đồng. Và giống này có một cái chỉ tiêu chất lượng rất là tốt là độ brix trên 10%. À, và cái quả chín thì rất là đều, à, đỏ đẹp và cũng được thị trường ưa chuộng và giống cũng có khả năng kháng tốt với bệnh móc xương. Thì ba à, cái giống này à, chúng tôi sẽ tiến hành à, phát triển à, sản xuất trong thời gian sắp tới. Thưa ông, chúng ta đã đạt được những cái kết quả bước đầu trong cái quá trình thử nghiệm. Vậy thì trong thời gian tới, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng mở rộng quy mô cho nông dân sản xuất đại trà? Mỗi giống thì đều có những cái ưu điểm và nhược điểm. À, đối với giống những giống cà chua hiện nay thì chúng tôi cũng đang bắt đầu hình thành một cái hệ thống à, là, là cung cấp và kinh doanh sản xuất giống. thì trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ ủy quyền cho một cái công ty à, sẽ phối hợp với chúng tôi để phân phối giống trên thị trường. À, tuy nhiên thì đối với giống này, đối với trước mắt đối với giống này thì chúng tôi sản xuất khuyên khuyến cáo bà con nông dân là việc thứ nhất là tiếp cận với cái nguồn giống nó phải đúng. À, thông qua trung tâm chúng tôi hoặc là thông qua cái công ty mà chúng tôi sẽ cung cấp sau này phối hợp cung cấp sau này thì việc thứ nhất là chúng ta phải à, xác định đúng cái giống để tổ chức sản xuất. À, tất nhiên sau này à, chúng tôi sẽ có những cái quy trình à, khuyến cáo cụ thể từng giống đối với bà con. Ví dụ giống Nt8, Nt2 thì có những cái lưu ý gì hoặc là giống Nt10 thì có những cái lưu ý gì? thì Sau này chúng tôi sẽ có những cái buổi tập huấn giới thiệu về giống, giới thiệu về cái quy trình canh tác đối với các cái giống này. Xin chân thành cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn. Những thông tin liên quan đến các giống cà chua mới mà tiến sĩ Nguyễn Thế Nhuận, giám đốc trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa cung cấp cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con mong muốn tìm hiểu các phương pháp canh tác mới, những cách làm hay, có thể liên hệ với chương trình để chia sẻ thông tin thông qua địa chỉ email 365 ngày chuyển động LTV A gmail com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.